Rồi, chào tất cả quý anh em nha. Bô 1985 đã về hàng anh em ơi. 1985 loại 1 nhập Thái. Nhiều anh em hỏi bô này phải bô zin không? Nói từ đầu clip cho anh em luôn, bô này không phải là bô zin mà nó là dạng bô giả zin ha. Giá bán đang bán cho anh em là 700 ngàn một cây. Hàng thì về khá là ít, hôm nay về được 60 cây anh em. Đây là có 6 thùng là 60 cây nha. Đây này, bô trong này này. Đấy. 60 cây nha anh em nha. Thì bô 1985 thì cái này hôm bữa giờ mình bán không biết bao nhiêu mà nói rồi. Cứ về là chỉ bán đâu khoảng tiếng 2 tiếng là hết rồi. Thì hôm nay về thêm nè. Chung là cái này thì không cần giới thiệu nhiều, nhưng mà mình vẫn sẽ quay kỹ lại cho anh em coi. Cái bô này là tuần trước hình như là không, tuần trước nữa, tuần trước không có. Tuần trước nữa là mình về được 200 cây thì mình bán nó chỉ được khoảng tiếng 2 tiếng đồng hồ là hết. Mình đăng lên bán tại vì nhiều anh em hỏi 200 cây mà bán gì nhanh dữ rồi. Tại vì có những khách anh em là họ lấy không phải là họ lấy một cây, họ lấy 5 7 cây, 10 cây. Thì cái chuyện 200 cây mình bán tí là bình thường anh em. Mà lại không nhận thêm nha, tại vì cái này nó không, mình không biết là nó có hàng hay không. Cho nên là hết hàng là mình báo hết chứ mình không có nhận thêm. Ví dụ như nay bán hết mà mai có đúng không là mình sẽ nhận thêm. Ví dụ như ok anh mai có gì mai em gửi đúng không? Nhưng mà cái này là bán hết là mình không có nhận thêm, tại vì nó có nó đầu nhận anh em. Thì hên quá nó về kịp rồi này. Cứ gom thôi anh em, nhà máy ra bao nhiêu là mình gom hết bao nhiêu. Wow. Nói gì nữa hả anh em? 1985 đít loe, hàng loại 1. Đỉnh thực sự. Nó bóng cho nỗi mà không có. Đây hết rồi luôn. Đây này anh em thấy cái đít nó hơi loe loe rồi. Chà, nó đó thì nó lè ra ngoài không nha. Đuôi có chữ S đây, đuôi chữ S nha. Đấy, bán hàng nó phải chọn như này. Cái này nhiều người báo hàng zin nó bán bao nhiêu triệu khi còn được á chứ. Đạt thì cứ báo đúng hàng loại 1 thôi anh em. Không phải suy nghĩ nha, rất đẹp luôn đó. Giá cái bô này có 700 ngàn thôi anh em nha, bô rim Thái 1985. Đó, hàng loại 1 nhập Thái về nha. Này hàng loại 1 nhưng mà hàng zin nha anh em nha. Nó là hàng loại 1 thôi. Nhưng mà nhập Thái về, anh em nhìn cái đốc xì này anh em thấy. Đỉnh ha. Nhiều anh em kêu mấy cái bô này sao ngon bằng bô VD với bô Tân Tiến. Nó thẳng luôn, anh em đem cái bô VD với bô Tân Tiến này á. Với cây này á, anh em thấy hai cái cây đó, tiếng nổ nó khác hoàn toàn nha anh em nha. Tiếng nổ nó đúng nghĩa là đồ hàng bô Việt Nam luôn nè. Tiếng nổ nghe rất là mắc cười. Mình không có chê nó dở hay nó hay nha, nhưng mà so với tiếng nổ zin á thì bô Tân Hòa với lại bô Tân Tiến hay là bô VD á là cái tiếng nổ nó nghe nó không có giống như bô rim Thái, nó giống như bô Super vậy đó. Còn cây này là tiếng nổ nó giống rim Thái nha. Mình bán cho bữa giờ không biết bao nhiêu anh em, thì về rất nhiều anh em quay clip gửi qua cho Đạt rồi. Tiếng nổ lên xe rất là êm mà cây này lên xe cực kỳ đẹp luôn. Thực sự nếu mà anh em gắn lên á, anh em nhìn mặt bên ngoài đó, anh em không thể nào phân biệt được nó là rim Thái zin hay là rim Thái loại 1 đó anh em. Tại vì nhìn nó rất là giống, chỉ có những người mà chuyên nhìn á, ví dụ như Đạt nè. Đạt nhìn nhiều thì biết, còn thực sự luôn nhớ mà nhiều anh em ít nhìn á, lâu lâu mình mới để ý á, gọi là đam mê xe thôi chứ không phải là dạng chuyên nhìn anh em. Chuyên nhận biết á là anh em nhìn cho anh em không biết đâu, nó thật sự. Được không? Nhìn rất là ảo luôn, nhìn như thật luôn nha. Cho nên là anh em lên xe là khỏi phải bàn, chất lượng của hàng Thái loại 1 thì thôi, không phải nói rồi anh em, loại này nó dày và nó nặng. Đây này. Nó còn có cả chữ S ở đây luôn, chứ không phải là hàng vớ vẩn nha anh em nha. Đít chữ S luôn. Để cho anh em nói là cái này không chuẩn này kìa. Chuẩn lắm anh em. Thì về được khoảng 60 cây. Anh em chúng ta cần thì anh em liên hệ với mình, nói trước với anh em luôn. Cái này hết rất là nhanh. Cho nên là anh em mua, anh em mua tranh thủ. Và riêng đợt này là mình không bán cho những anh em mà mua 20 cây nữa. 10 cây mình không bán luôn. Bán cho anh em là mua 5 cây thì ok. Còn mua 10 cây với mua 20 cây là mình không bán. Tại vì giờ bán những cái đơn như vậy anh em thì bán rất là sướng. Cũng có bớt bán sướng, nhưng mà có điều anh em bán như vậy á là những anh em mua lẻ mua không có được. Ví dụ nhiều á thì mình sẽ bán như vậy được. Ví dụ về hôm bữa mình nghĩ là mình về 200 cây là mấy đơn đầu á, anh em toàn đặt 10 cây 20 cây không. Cái cuối cùng mấy anh em tối gọi hết, mua lẻ hết sạch, không có được mấy anh em mua lẻ hết á. Cho nên là nay là mình chỉ bán 5 cây trở xuống thôi nha, không có lấy bán trên 5 cây nha. Anh em mua 10 cây 20 cây là mình không có bán. Anh em lưu ý giống như mình như vậy ha. Cái bô này là đặc điểm của nó là bóng cả đầu cả đít luôn. Cái phần lưng mà không lưng sau của nó bóng luôn nè. Thấy không anh em? Rất là đẹp. Nốt hàn cực kỳ đã luôn.
đó, nghe thấy không? Cổ bô a à, đúng rồi, cây này nó có luôn sẵn vỉ bô cho anh em nha, là anh em không cần phải mua thêm vỉ bô để bắt vô nha. Nhưng mà mình khuyên thật với anh em là nếu mà anh em chúng ta đi ít á thì anh em để vỉ được, nhưng mà nếu như anh em mà đi nhiều á, ví dụ như anh em hay đi chở hàng hay là hay đi đường đất này kia nhiều á, anh em gỡ luôn cái vỉ bô để giúp cho đạt, để khi mà anh em rửa trực tiếp vào cái cổ bô là nó sẽ đỡ bị cái tình trạng là nó dính đất ở trong này nè anh em, đất ở trong những cái ngắt này nè, là anh em không có vệ sinh được ha. Cho nên là chúng ta nếu mà anh em chúng ta đi nhiều á thì anh em gỡ luôn cái vỉ bô cho đạt đi ha. Đó là cái cách để anh em giữ cái cổ bô nó ít bị mục. Như xe đạt á, đạt gỡ cổ bô ra, xe chạy bao nhiêu năm mà không mục, nhưng mà chỉ cần để cổ thôi là mấy bữa là nó mục nát hết rồi anh em. Nên là chúng ta lưu ý ha. Rồi ok, thì thông báo với anh em bô về nhiều được 60 cây, anh em nào chúng ta muốn lấy tranh thủ anh em lấy, là đạt báo có nhiều bao nhiêu cho anh em, chứ không báo ảo nha anh em nha. Ví dụ về được 10 cây báo 100 cây không có đúng nha. Đây về được 6 bao này, 1 này, 2 này, 3 4 5 6 này, 6 bao là 60 cây, cứ bao 10 cây này không? Đó thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với đạt. Bô này là bô 1985, hàng nhập Thái loại 1 nha anh em nha, rất là đẹp luôn, nhìn rất là đã nha. Rồi, ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha. Anh em nào cần thì liên hệ với đạt. Xin chào tất cả quý anh em nha. Rồi, chào tất cả quý anh em nha. Bô 1985 đã về hàng anh em ơi, 1985 loại 1 nhập Thái. Nhiều anh em hỏi bô này phải bô zin không, nói từ đầu clip cho anh em luôn, bô này không phải là bô zin mà nó là dạng bô giả zin ha. Giá bán đạt đang bán cho anh em là 700 ngàn một cây. Hàng thì về khá là ít, hôm nay về được 60 cây anh em. Đây là có 6 thùng là 60 cây nha. Đây này, bô trong này này. Đấy. 60 cây nha anh em nha. Thì bô 1985 thì cái này hôm bữa giờ mình bán không biết bao nhiêu mà nói rồi. Cứ về là chỉ bán đâu khoảng tiếng 2 tiếng là hết rồi. Thì hôm nay về thêm nè. Chung là cái này thì không cần giới thiệu nhiều, nhưng mà mình vẫn sẽ quay kỹ lại cho anh em coi. Cái bô này là tuần trước hình như là không, tuần trước không có là mình về được 200 cây thì mình bán nó chỉ được khoảng tiếng 2 tiếng đồng hồ là hết. Mình đăng lên bán, tại vì nhiều anh em hỏi 200 cây mà bán gì nhanh dữ, tại vì có những khách anh em là họ lấy không phải là họ lấy một cây, họ lấy 5-7 cây 10 cây thì cái chuyện 200 cây mình bán tí là bình thường anh em, mà lại không nhận thêm nha, tại vì cái này nó không, mình không biết là nó có hàng hay không, cho nên là hết hàng là mình báo hết chứ mình không có nhận thêm. Ví dụ như nay bán hết mà mai có đúng không là mình sẽ nhận thêm, ví dụ như ok anh mai có gì mai em gửi đúng không, nhưng mà cái này là bán hết là mình không có nhận thêm, tại vì nó có nó đầu nhận anh em, thì hên quá nó về kịp rồi này, cứ gom thôi anh em, nhà máy ra bao nhiêu là mình gom hết bao nhiêu. Wow, nói gì nữa hả anh em, 1985 lít loe hàng loại 1. Đỉnh thực sự. Nó bóng tới nỗi mà không có lên hết rồi luôn. Đây này, em thấy cái đít nó hơi lòe lòe rồi. Chà, nó. Đó, thấy nó lòe ra ngoài không? Nha. Đuôi có chữ S đây. Đuôi chữ S nha. Đấy, bán hàng nó phải chọn như thế này. Cái này nhiều người báo hàng zin nó bán bao nhiêu triệu khi còn được chứ. Đạt thì cứ báo đúng hàng loại 1 thôi anh em. Không phải suy nghĩ nha. Rất đẹp luôn. Đó. Giá cái bô này có 700 ngàn thôi anh em nha. Bô rim Thái 1985. Đó, hàng loại 1 nhập Thái về nha. Này hàng loại 1 nhưng mà hàng zin nha anh em nha. Nó là hàng loại 1 thôi. Nhưng mà nhập Thái về, anh em nhìn cái đốc xì này anh em thấy. Đỉnh ha. Nhiều anh em kêu mấy cái bô này sao ngon bằng bô VD với bô Tân Tiến. Nói thẳng luôn, anh em đem cái bô VD với bô Tân Tiến này á. Với cây này á, anh em thấy hai cái cây đó, tiếng nổ nó khác hoàn toàn nha anh em nha. Tiếng nổ nó đúng nghĩa là đồ hàng bô Việt Nam luôn nè. Tiếng nổ nghe rất là mắc cười. Mình không có chê nó dở hay nó hay nha, nhưng mà so với tiếng nổ zin á thì bô Tân Hòa với lại bô Tân Tiến hay là bô VD á là cái tiếng nổ nó nghe nó không có giống như bô rim Thái, nó giống như bô Super vậy đó. Còn cây này là tiếng nổ nó giống rim Thái nha. Mình bán cho bữa giờ không biết bao nhiêu anh em, thì về rất nhiều anh em quay clip gửi qua cho Đạt rồi. Tiếng nổ lên xe rất là êm, mà cây này lên xe cực kỳ đẹp luôn. Thực sự nếu mà anh em gắn lên á, anh em nhìn mặt bên ngoài đó, anh em không thể nào phân biệt được nó là rim Thái zin hay là rim Thái loại 1 đó anh em. Tại vì nhìn nó rất là giống, chỉ có những người mà chuyên nhìn á, ví dụ như Đạt nè. Đạt nhìn nhiều thì Đạt biết, còn thực sự luôn nhớ mà nhiều anh em ít nhìn á, lâu lâu mình mới để ý á, gọi là đam mê xe thôi chứ không phải là dạng chuyên nhìn đó anh em.
chuyên nhận biết ấy, là anh em nhìn cho anh em không biết đâu, nó thật sự, được không? Nhìn rất là ảo luôn, nhìn như thật luôn nha. Cho nên là anh em lên xe là khỏi phải bàn, chất lượng của hàng Thái loại 1 thì thôi, không phải nói rồi anh em, loại này nó dày và nó nặng. Đây này, nó còn có cả chữ S ở đây luôn, chứ không phải là hàng vớ vẩn nha anh em nha. Đít chữ S luôn, để cho anh em nói là ở cái này không không chuẩn này kìa, chuẩn lắm anh em. Thì về được khoảng 60 cây, anh em chúng ta cần thì anh em liên hệ với mình, nói trước với anh em luôn. Cái này hết rất là nhanh, cho nên là anh em mua, anh em mua tranh thủ. Và riêng đợt này là mình không bán cho những anh em mà mua 20 cây nữa, 10 cây mình không bán luôn, bán cho anh em là mua 5 cây thì ok. Còn mua 10 cây với mua 20 cây là mình không bán, tại vì giờ bán những cái đơn như vậy anh em thì bán rất là sướng, cũng có bớt bán sướng, nhưng mà có điều anh em bán như vậy là những anh em mua lẻ mua không có được. Ví dụ nhiều thì mình sẽ bán như vậy được. Ví dụ về bữa mình nghĩ là mình về 200 cây là mấy đơn đầu anh em toàn đặt 10 cây 20 cây không, cái cuối cùng mấy anh em tối gọi hết, mua lẻ hết sạch, không có được mấy anh em mua lẻ hết á. Cho nên là nay là mình chỉ bán 5 cây trở xuống thôi nha, không có lấy bán trên 5 cây nha. Anh em mua 10 cây 20 cây là mình không có bán, anh em lưu ý giống như mình như vậy ha. Cái bô này là đặc điểm của nó là bóng cả đầu cả đít luôn, cái phần lưng và không lưng sau của nó bóng luôn nè, thấy không anh em, rất là đẹp, nốt hàn cực kỳ đã luôn đó, thấy không? Cổ bô a à, đúng rồi, cây này nó có luôn sẵn vỉ bô cho anh em nha, là anh em không cần phải mua thêm vỉ bô để bắt vô nha. Nhưng mà mình khuyên thật với anh em là nếu mà anh em chúng ta đi ít á thì anh em để vỉ được, nhưng mà nếu như anh em mà đi nhiều á, ví dụ như anh em hay đi chở hàng hay là hay đi đường đất này kia nhiều á, anh em gỡ luôn cái vỉ bô để giúp cho đạt, để khi mà anh em rửa trực tiếp vào cái cổ bô là nó sẽ đỡ bị cái tình trạng là nó dính đất ở trong này nè anh em, đất ở trong những cái ngắt này nè là anh em không có vệ sinh được ha. Cho nên là chúng ta nếu mà anh em chúng ta đi nhiều á thì anh em gỡ luôn cái vỉ bô cho đạt đi ha. Đó là cái cách để anh em giữ cái cổ bô nó ít bị mục. Như xe đạt á, đạt gỡ cổ bô ra, xe chạy bao nhiêu năm mà không mục, nhưng mà chỉ cần để cổ thôi là mấy bữa là nó mục nát hết rồi anh em. Nên là chúng ta lưu ý ha. Rồi ok, thì thông báo với anh em bô về nhiều được 60 cây, anh em nào chúng ta muốn lấy tranh thủ anh em lấy, để đạt báo có nhiều bao nhiêu cho anh em, chứ không báo ảo nha anh em nha. Ví dụ về được 10 cây báo 100 cây không có đúng nha. Đây về được 6 bao này, 1 này, 2 này, 3 4 5 6 này, 6 bao là 60 cây, cứ bao 10 cây này, thấy không? Đó thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với đạt. Bô này là bô 1985, hàng nhập Thái loại 1 nha anh em nha, rất là đẹp luôn, nhìn rất là đã nha. Rồi, ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha. Anh em nào cần thì liên hệ với đạt. Xin chào tất cả quý anh em nha.